Xin chào anh em, trên màn hình chính là Mercedes-Benz GLC Cooper thế hệ thứ 2 vừa được ra mắt. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng thiết kế phong cách hơn, đồng thời chia sẻ nền tảng với mẫu GLC SUV thông thường. Đúng như dự đoán, phần đầu xe của GLC Coupe gần giống với phiên bản SUV, trong khi đường mái dốc và phần đuôi được thiết kế lại hoàn toàn, mang lại một diện mạo khác biệt. Xe có thiết kế khí động học cao với hệ số cản gió là 0,27 CD, cải tiến so với mức 0,30 CD của phiên bản tiền nhiệm. Đồng thời, chiều dài xe đạt 4.763mm, dài hơn 31mm so với bản cũ. Mặc dù mẫu xe mới vẫn giữ được nguyên tỷ lệ Cooper SUV điển hình của Mercedes, nhìn trông nó gọn gàng và tinh tế hơn so với bản tiền nhiệm. Điều này phần lớn là do đèn hậu LED thanh mảnh hơn được nối với nhau bằng viền đen, tương tự như GLC và toàn bộ dàn sản phẩm EQ. Các chi tiết ngoại thất đáng chú ý khác của GLC Cooper 2024 bao gồm cánh lướt gió phía sau, cản sau nổi bật với lỗ thông hơi giả, tấm ốp nhựa và nhiều chi tiết mạ chrome xung quanh ống xả kép và bộ khuếch tán. Mercedes chỉ công bố hình ảnh của một chiếc GLC Cooper được trang bị gói AMG Line, bao gồm lưới tản nhiệt Panamericana, cản va thể thao và mâm xe hợp kim 19 inch. Đây là trang bị tiêu chuẩn tại thị trường Mỹ. Bên trong khoang nội thất của Mercedes-Benz GLC Cooper 2023 trông khá quen thuộc, với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình HUD màu và màn hình cảm hứng 11,9 inch, sử dụng phiên bản mới nhất của hệ thống thông tin giải trí M-Box. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh vòng Bluemaster 3D 15 loa 710W tiêu chuẩn. Bản Cooper không thể bì với bản SUV về khoảng không phía sau, nhưng cảm giác không gian lại rộng rãi không kém. Có thể là nhờ vào cửa sổ toàn cảnh còn dài hơn 6cm, mang lại nhiều ánh sáng và cabin hơn. Về hệ chuyển động, có sự khác biệt đáng kể giữa các tùy chọn hệ thống chuyển động của GLC Cooper dành cho thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Tại Mỹ, Mercedes-Benz GLC Cooper chỉ có duy nhất một bản 300 4MATIC Cooper sử dụng động cơ 4 xi lanh 2.0 lít, sản sinh công suất 255 mã lực và mô men xoắn 400 Nm, kết hợp với hệ thống ma hybrid 48V, bổ sung thêm 23 mã lực và 148 Nm khi cần. Tại châu Âu, xe có nhiều phiên bản hơn với 4 tùy chọn động cơ ma hybrid và 3 tùy chọn plug-in hybrid. GLC 200 và GLC 300 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít tạo ra 201 mã lực. GLC 200D trang bị động cơ turbo diesel 2.0 lít tạo ra 194 mã lực. Còn động cơ này trên GLC 300D tạo ra 265 mã lực. Sức mạnh của tất cả các bản này sẽ được tăng thêm khi có sự hỗ trợ từ motor điện 48V. Tất cả các biến thể PHEV sẽ sử dụng một motor điện duy nhất sản sinh công suất 134 mã lực và pin 31,2 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 113 đến 131 km tùy thuộc vào từng phiên bản. GLC 300e có công suất kết hợp là 308 mã lực, GLC 400e cao hơn với 375 mã lực và GLC 300de kết hợp động cơ diesel với điện cho công suất 328 mã lực. Mọi biến thể chuyển động đều sử dụng chung hệ thống treo và hệ thống lái thể thao, cũng như kế thừa hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC và các tính năng hỗ trợ khác từ GLC và ADAS có sẵn. Mercedes chưa tiết lộ giá cho Mercedes-Benz GLC Cooper mới, nhưng dự kiến sẽ cao hơn đáng kể người tiền nhiệm. Thế hệ mới của GLC được phía đại lý cho biết sẽ về Việt Nam năm nay, không loại trừ khả năng GLC Cooper cũng sẽ có mặt trong thời gian gần để cạnh tranh với mẫu BMW X4. Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu Mercedes-Benz GLC Cooper 2023. Bạn đánh giá về mẫu xe này thế nào? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video để đón xem nhiều clip hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!